Huy động công an 20 phường xã truy bắt hai thanh niên ở Quảng Nam. Trong một ngày, hai thanh niên thực hiện hai vụ cướp trên địa bàn một phường, lực lượng chức năng huy động công an 20 phường xã truy bắt. Ngày 7 tháng 4, Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết đang tạm giữ Phan Xuân Hiền, 18 tuổi, trú khối phố Phong Nhị, phường Điện An, thị xã Điện Bàn và Trần Văn Doanh, 18 tuổi, trú thôn Bồng Lai, phường Điện Minh, thị xã Điện Bàn để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, chiều 5 tháng 4, Công an thị xã Điện Bàn nhận được tin báo trên địa bàn phường Điện Minh xảy ra liên tiếp hai vụ cướp giật tài sản. Trong đó, một người bị giật túi sách với giá trị tài sản hơn 10 triệu đồng và một vụ người bị hại bị giật túi sách, ngã chấn thương phải nhập viện. Vào cuộc điều tra, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến trưa 6 tháng 4, Công an thị xã Điện Bàn bắt giữ khẩn cấp Hiền và Doanh khi cả hai đang trốn trong một phòng trọ ở phường Điện An. Hai đối tượng khai nhận ngoài hai vụ trên, hai thanh niên này thực hiện 10 vụ cướp giật tài sản khác, 8 vụ tại thị Điện Bàn, 2 vụ tại huyện Duy Xuyên. Công an thị xã Điện Bàn đã triệu tập làm việc với 4 người khác để điều tra về hành vi che giấu tội phạm.